Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Gia đình Lý Hải khoe loạt ảnh vui vẻ khi đi du lịch tại Hà Nội. Minh Hà giật spotlight với sắc vóc mẹ bốn con trẻ trung vượt bậc. Loạt ảnh vừa được Lý Hải Minh Hà đăng tải đang thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả. Lý Hải Minh Hà công khai quen nhau từ năm 2004 và chính thức kết hôn năm 2010. Khi về chung một nhà, cả hai xây dựng tổ ấm với bốn nhóc tỳ, lần lượt chào đời với những tên ở nhà siêu đáng yêu như Rio, Cherry, Sunny và Mio. Nhiều năm qua, họ luôn được xem là gia đình kiểu mẫu trong showbiz. Cho đến mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Lý Hải đã xả kho loạt ảnh đưa các nhóc tỳ nhà mình đi du lịch. Có thể thấy, trong mùa hè này, các nhóc tỳ đã được bố mẹ cho đi du lịch tại Hà Nội. Trong dịp này, cả nhà cũng lên đồ đồng điệu rất dễ thương và hạnh phúc. Bên cạnh đó, Minh Hà đã giật trọn spotlight, khư khai sắc phóc mẹ bốn con cực đỉnh. Dù đã trải qua bốn lần sinh nở xong đến nay, và xã Lý Hải vẫn giữ được độ trẻ trung, rạng rỡ, khó ai sánh bằng. Gia đình Lý Hải Minh Hà đã có chuyến du lịch tại Hà Nội. Các nhóc tỳ rất hào hứng trong chuyến đi lần này. Minh Hà gây mê với sắc vóc trẻ trung. Ngoài ra, gia đình Lý Hải cũng đến kèm chia sẻ về chuyến đi lần này thực hiện ước mơ của bạn mio đi thăm cụ rùa một ngày đi dạo hồ gương bằng xe điện dưới mùa hè bỗng cháy của hà nội cổ kính cùng ông bà ngoại hiện tại loạt ảnh này của gia đình lý hải và minh hà đang thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả tình yêu của lý hải minh hà cũng được nhiều người ngưỡng mộ buổi tối hai vợ chồng trốn con hẹn hò cùng những người bạn minh hà cho biết lâu rồi cô mới có cảm giác ngồi ăn ốc vỉa hè giữa lòng thủ đô minh hà thích món ốc mít hấp xả kiểu bắc Trước câu hỏi của báo dân Việt về tin đồn Lý hại bóc lột sức lao động của Minh Hà khi ép cô ấy sinh nhiều con, đạo diễn lật mặt thẳng thắn cho biết, người ta có quyền đồng đoán hoặc nói sao cũng được, tôi không quan tâm. Nhưng nếu Minh Hà không thích thì tôi không thể ép buộc cô ấy được. Quan trọng tôi mang đến niềm vui, sự thoải mái nên bà xã mới tin tưởng thú thật việc làm phim cuốn hết thời gian của tôi mọi việc ở nhà đều do một mình minh hà cán đáng nếu không đủ tin tưởng cô ấy đâu hy sinh nhiều đến vậy cùng với đó bà xã lý hải cũng chia sẻ rằng khi có thời gian rảnh chồng cô đều dành thời gian cho vợ con chăm sóc gia đình nhỏ đối với việc sinh con bản thân cô đã có kế hoạch rõ ràng và đồng ý thì mới có bốn đứa trẻ không hề có chuyện lý hải ép buộc nói như vậy là không công bằng cho chồng cô trước đó trong nhiều cuộc phỏng vấn lý hải cũng không ngần ngại dành những lời ca ngợi cho vợ mình bà xã tôi tuyệt vời lắm tôi có thể đi ra ngoài cả tháng mà vẫn an tâm ở nhà bà xã đã quán xuyến mọi việc đâu ra đấy hà rất giỏi vừa giữ con vừa làm việc bình thường một mình hà điều hành mấy công ty cùng lúc nếu không có hà chắc tôi không thể thành công như hiện tại bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo